anh chị có thể thấy được thị trường chứng khoán nó là một thị trường cực kỳ khốc liệt mặc dù phim nay thì thị trường chỉ giảm có 14 điểm em mà đánh giá đây là một mức giảm thấp tuy nhiên thì anh chị có thể thấy được là thị trường giảm 14 điểm nhưng cái số lượng mã giảm sàn nó lại cực kỳ lớn hôm nay thì kết phiên đã chiếm đến là 80 mã giảm sàn 327 mã giảm giá và chỉ có 146 mã tăng giá thôi mặc dù là chúng ta có thể nhìn thấy mức điểm giảm không quá lớn nhưng mà cái tài khoản của chúng ta, tài khoản của rất nhiều các anh chị là cực kỳ mạnh. Đây em phải nhấn mạnh là cực kỳ mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái đa giảm này ấy, thì chỉ có những nhà đầu tư chủ yếu là những nhà đầu tư mà đang cầm nắm nhóm ngân hàng thì may ra thì còn trụ lại được, cũng như là ít chịu những sự ảnh hưởng. Còn lại thì gần như là đều có những cái sự ảnh hưởng nhất định nào đó. Hôm nay thì ngoài nhóm ngân hàng ra thì chúng ta có thể thấy được một nhóm khác đó là nhóm thép. Nhóm thép phiên nay thì cũng rất nhiều những mã tăng điểm, mặc dù không phải tăng nhiều lắm nhưng đa phần đều trong cái chiều tăng điểm hoặc là loanh quanh cái giá tham chiếu. Ờ, vậy thì những cái yếu tố này thì nó đang cho thấy điều gì? Thị trường của chúng ta có phải là đang được đỡ bởi nhóm thép hay là nhóm banh không? Hay là thị trường của chúng ta đang vận động theo một cái kịch bản như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Tất nhiên là trong những cái rủi ro thì bao giờ cũng kèm cơ hội và ngược lại bao giờ trong cơ hội cũng sẽ có kèm rủi ro. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng đi với nhau phân tích một cách khách quan nhất về yếu tố thị trường chung cũng như là vận động của từng nhóm ngành riêng để chúng ta có thể đưa ra được những cái phương án xử lý nếu như chẳng may tài khoản của anh chị mà đang gặp phải những mã cổ phiếu mà nó đang giảm thì hôm nay cũng có nhiều yếu tố mà chúng ta sẽ cần phải phân tích khi mà tỷ số của chúng ta quay đầu giảm điểm trong uh, cái đà hưng phấn của phiên ngày qua, thì đây có phải là một yếu tố rất xấu hay không, hay nó là một yếu tố bình thường? thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Vâng, em xin kính chào của anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube cộng đồng cvht ba ba. Em là Lê Thanh Tùng, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. <laughs> uh, nếu như các anh chị nào mà nghe cảm thấy nhỏ thì các anh chị là nhớ bật loa to với em nhé. Uh, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhìn với một cái góc nhìn như thế này. Uh, thị trường của chúng ta ấy thì nếu đầu tiên chúng ta sẽ xét về yếu tố về thị trường chung tức là về điểm số thì nếu như các anh chị có thể đã trải qua được cái khoảng thời gian đó là cái nhịp 6 khi mà nhịp đó thì thị trường cũng gặp những cái hiện tượng là đơ sản sau đó thị trường gặp rất nhiều những cái bất ổn và chỉ số của, của chúng ta đã giảm lên đến là 39 điểm trong cái phiên ngày mùng 8 tháng 6 còn với việc mà thị trường bị giảm 25 điểm ở phiên ngày mùng 10 tháng 1 thì nó vẫn chưa thấm thoát gì so với cái phiên ngày 8 tháng 6 Đó, Để cho các anh chị có thể thấy được là Cái nhịp giảm này thực ra thì nếu về điểm số ấy, thì nó không phải là giảm nhiều Đó, Nhưng điểm số không giảm nhiều Nhưng mà tài khoản của các anh chị thì lại bị giảm rất là nhiều Nó bởi yếu tố gì? Thực ra thì nó là cái sự phân hóa mà chúng ta cũng đã nhìn thấy rất là nhiều rồi Chúng ta đã nhìn thấy được cái sự phân hóa của nhóm bất động sản của nhóm chứng khoán, của nhóm ngân hàng hay là nhóm thép thì nó đang vận động theo cái câu chuyện riêng Do đó, đó thì với cái việc mà sự phân hóa của thị trường như vậy thì để cho thị trường chung, chúng ta sẽ nói về mặt điểm số nhé để thị trường sẽ đi vào cái đài đao chen như này thì hiện tại là chưa nhé Cái này thì theo góc độ cá nhân của em thì hiện tại nó là chưa và nó vẫn đang có sự phân hóa như này thì thị trường của chúng ta vẫn còn đi lên được đâu đó thì phim nay thị trường tiếp tục bị giảm điểm ờ, thì chúng ta phải nhìn thấy yếu tố đó là giảm từ cái nhóm bất động sản và đặc biệt với những cái mã cổ phiếu mà đã tăng nóng thí dụ như là ci hay là ví dụ như là CEO đây là những mã cổ phiếu đã tăng rất nóng trong thời gian vừa qua thì nó gặp những cái áp lực điều chỉnh nó đến từ những cái sự sự việc là từ tân hoàng minh rồi là FLC cộng dồn thì chúng ta phải có một cái góc nhìn nó khách quan hơn tránh những cái việc mà đà bán tháo đối với những mã của phiếu như này thì chúng ta không phân tích được thì không nói nhưng những cái mã còn lại ở trong thị trường gần như đang gặp phải những cái áp lực bán bất kể có những mã nào liên quan đến cái từ bất động sản này liên quan đến bất động sản thì đa phần đều gặp những cái áp lực bán rất là lớn thậm chí nhé em nói thậm chí là kể cả những mã mà nó không phải là bất động sản nhưng mà nó cũng gặp áp được bán chung đó thì chúng ta phải nhìn nhận rõ là đâu là mã mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái nhóm bất động sản cũng như là cái yếu tố về cái vụ Tân Hoàng Minh chúng ta phải phân tích cũng như là nhìn nhận nó một cách khách quan nhất tránh cái việc là chúng ta sẽ cứ thấy giảm để chúng ta mang ra bán vì có thể nhé chẳng may các anh chị đã mua mua hàng vào rồi sau đó thì cổ phiếu nó giảm thì đó cũng là điều không ai muốn nhưng liệu nó có khả năng để mà hồi phục trong những khoảng gian tiếp theo hay không thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận một cách khách quan nhất cũng như là chúng ta sẽ chờ đợi. Đó, tất nhiên là đến cái tầm này để mà bảo các anh chị bán ra thì nó sẽ rất là khó. Đó, tư vấn tầm này bảo bán tư vấn cực kỳ khó luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn vào một cái yếu tố khác thì liệu thị trường của chúng ta thực sự có thảm họa hay không nếu để nói về việc là có thảm họa hay không thì chúng ta sẽ nhìn lại với những anh chị nào mà đã từng trải qua cái nhịp là nhịp 19 tháng 1 cũng như là cái nhịp 28 tháng 1 đó, thị trường giảm gần như là giảm sàn chỉ số giảm là 6,67% từ với giảm là 73 điểm trong thời gian đó Mọi người ai cũng hoang mang lo sợ đúng không tất cả ai cũng nghĩ đây là những sự cực kỳ tồi tệ và thậm chí là còn tiếp tục nghĩ đến những sự tồi tệ tiếp theo thì ở đây nó không chỉ là một mình nhóm bất động sản mà nó là toàn thị trường Đó, từ banh thép trứng dầu khí rồi đủ thế loại gần như nhóm nào cũng đều giảm chỉ giảm chỉ số vn 30 giảm giá đúng không ạ thì cái thời điểm này thực ra thì nó vẫn chưa phải là những cái mà chúng ta cảm thấy nó quá tồi tệ chỉ tồi tệ chỉ xấu đối với những những anh chị mà chẳng may chót đu ở những cái vùng giá đỉnh thí dụ như là ci chẳng thể chưa nói là liệu là mã cổ phiếu này nó còn có tăng trở lại được về cái vùng cũ hay không <laughs> nhưng ít nhất là nếu như anh chị tham gia tại cái vùng giá từ 5 năm cho đến là 60 này thì nó sẽ gặp những cái áp lực cực kỳ lớn đối với anh chị đó và thứ hai thì em sẽ phân tích một yếu tố khác cho anh chị để cho anh chị nắm những mã cổ phiếu bất động sản đấy với những mã mà tăng nóng như này thì sẽ không biết phân tích được anh nhé còn những mã cổ phiếu cũng thuộc dòng bất động sản mà chẳng may nó gặp những cái áp lực bán chung theo thị trường thì chúng ta sẽ có một góc nhìn khác tức là gì ờ, không có một mã cổ phiếu nào là giảm mãi và cũng không có mã cổ phiếu nào là tăng mãi đó. chỉ có giảm đến cái mức gọi là các công ty phá sản thôi còn thực ra thì những cái yếu tố giảm này nó không đến từ yếu tố làm ăn mà nó đến từ những yếu tố về uh, đầu cơ cũng như là những cái phần về tin tức là chính đúng không ạ thì các công ty này nó sẽ không có những yếu tố đó là giảm mãi được đấy là khẳng định cho các anh chị luôn chỉ có nó giảm về đến một cái mức nào đó mà uh, người ta cảm thấy là rẻ ta cảm thấy bắt đầu là cái dòng tiền muốn nhập cuộc tham gia bạn đấy đúng không ạ bởi vì hiện tại là nó chưa có vùng hỗ trợ cũng như là cái mức chiết khấu nó chưa phải là quá lớn đi kèm với đó là cái áp lực bán vẫn còn lớn thì hiện tại với mức 18 phần đối với những mặt cổ phiếu dạng như thế này thì nó vẫn chưa phải thực sự là hấp dẫn để cho dòng tiền có thể quay trở lại nhưng với những mã cổ phiếu khác cũng như là cái dòng bất động sản nói chung em nói chung nhá. Thì đến một cái thời điểm nào đó nó cũng sẽ phải là bật bật tăng trở lại. Ít nhất là sẽ chững lại cái đà rơi. để cho anh chị có thể thấy được là không phải mã cổ phiếu nào giảm nó cũng là xấu. Không phải mã cổ phiếu nào giảm cũng tất nhiên giảm là xấu rồi nhưng không phải là mã cổ phiếu nào giảm cũng là sẽ là tiêu cực dạng như 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 thế này đó và ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn với một câu chuyện khác thí dụ như là đối với câu chuyện của FLC thì bên lề của FLC thì chúng ta sẽ có một câu chuyện đó là của hạ chứng khoán là ART thì bản chất FLC ấy, nó cũng là trong hệ sinh thái của quyết và em cũng đặng chí em nói đọc nhầm tên của chủ tịch nhưng mà các anh chị hãy nhìn một cái câu chuyện khác nhé ART thì bản chất nó không có liên quan không liên quan ở đây là gì nó là cái hành động bán của chủ tịch kia đúng không ạ đó tức là cùng hệ sinh thái đấy nhưng mà bản chất thì nó lại không Theo em mình giá là nó lại không có những cái yếu tố là liên quan gì nhiều lắm đâu đó ờ, lý do vì sao thì một câu chuyện khác gần đây thôi gần đây thôi đó là của trường Hòa Bình thì em nhớ là trong cái đợt tháng 11 này này là cái đợt mà trước đó nhá cái dòng tiền vào rất là khỏe của mã cổ phiếu này. nó đánh lên sau đó thì thông tin có thông tin là chủ tịch uh, bà bà Loan này, bà ấy bị bắt liên quan đến cái vụ đấu giá đất ở Mê Linh. Mê Linh Đông Anh gì đó. Thì bà ấy bị bắt cũng gặp những áp lực bán rất là lớn như thế này. Nhưng sau đó này, sau những cái phiên bán cực kỳ mạnh thì các anh chị có thể thấy được là cái dòng tiền nó vào mạnh cũng như là tiếp tục đánh cổ phiếu đi lên đúng không ạ? Tức là anh chị phải nhìn thấy là nó có ảnh hưởng hay không. Thì ở một cái góc độ khác ấy, thì hai cái công ty này nó khác hoàn toàn nhau một công ty làm trong bán và một công ty làm trong bất động sản liên quan đến nhau đó, nó chỉ có liên quan đến cái, gọi là một cái hệ sinh thái của anh quyết thôi thì do đó với việc là cổ phiếu này nó cũng bị giảm chung đây là một cái đà giảm chung theo thôi thì uh, chúng ta sẽ đối với em ấy thì quan điểm cá nhân của em tính từ cái vùng đỉnh mà nếu nó về đến cái vùng giá 10 sau đó, đó nó cũng đã chiết khấu khoảng hơn 4 đây là một mức chiết khấu tương đối là cao thì đây cũng sẽ là một trong những cổ phiếu mà em cũng sẽ canh tham gia cũng sẽ canh bắt trong những khoảng thời gian tới nó về đến cái vùng giá 10 là vùng giá hỗ trợ rất là mạnh đây thì rất có khả năng là nó sẽ có một cái dòng tiền vào tham gia bắt đáy cũng như kể cả FLC thôi đó nhưng mà FLC hiện tại là chúng ta chưa có uh, chưa biết được là nó sẽ về vùng 15 hay là vùng 12 thì chúng ta sẽ chưa biết được nhưng ít nhất là với những mã cổ phiếu dạng như thế này thì chúng ta cũng sẽ canh có thể là canh tham gia được đó còn đâu là bao giờ rủi ro cơ hội cũng sẽ kèm với rủi ro và các bạn và các anh chị nào mà dám bắt đáy thì cũng đương nhiên là các anh chị cũng sẽ phải dám chấp nhận những cái rủi ro mà mà các anh chị nhận phận nhận nhận theo đúng không ạ cái gì nó cũng tương đương thôi đó thì cái này là không mang tính chất là khuyến nghị cho các anh chị mua chỉ là mang tính chất là một cái góc nhìn để cho các anh chị tham khảo một cái yếu tố khác để cho các anh chị có thể tham khảo được là gì thực ra thì với rất nhiều cái mã giảm trong những phiên trong phiên hôm nay bị ảnh hưởng theo nhưng nó có một yếu tố đó là, là vẫn còn thanh khoản chứng tỏ là vẫn còn một lượng cầu vào chúng ta vẫn còn kỳ vọng đi lên chúng ta chỉ sợ ấy là không có thanh khoản như này thôi chỉ sợ là không có cầu vào thôi cái này chúng ta chỉ sợ là không có cầu vào để mà hấp thu lại những lượng cung thôi còn nếu đã có những cái lượng cầu vào thì lúc đó nó vẫn có những yếu tố là kỳ vọng đó để cho anh chị là bình tĩnh hơn quay trở lại với yếu tố về thị trường thì thị trường của chúng ta hôm nay cũng tương tự là như vậy hôm nay thì nó mang tính chất gọi là Tết cung là chính bởi vì sao bởi vì thị trường đi lên cái vùng 1520 đó là một cái vùng cản một cái vùng cản của thị trường thì thị trường bị đạp lại nó là rất là bình thường thôi đúng không ạ thì với phiên hôm nay thị trường bị đạp về với cái thanh khoản hôm nay như này em đánh giá là nó cũng là thanh khoản cũng là cao đấy nhưng mà nó vẫn vẫn là thấp và xu hướng đang có giảm dần rồi nó đây là một cái yếu tố để chúng ta có thể kỳ vọng tức là thanh khoản vẫn còn vẫn ở một cái mức cao như này thì chúng ta lượng cầu vẫn còn vào thị trường và trong những phiên tới ấy, thì ừ ví dụ như là chúng ta nhìn vào nhóm banh nhé, nhóm thép thì theo đánh giá là chưa chưa đủ yếu tố để mà xác nhận đây là nó sẽ đánh lên luôn đâu, chưa đâu, vẫn chưa thể khẳng định được. Mặc dù chúng ta có thể thấy được là thép hôm nay cũng tăng rất là tốt đúng không? Nó cũng đều tạo được những cái đà tăng ở nhóm ngành nhưng mà theo đánh giá là chưa phải đâu. Đó. Còn đối với nhóm ngân hàng, tâm điểm nhé, tâm điểm với nhóm ngân hàng hôm nay. Tâm điểm với nhóm ngân hàng hôm nay thì chúng ta có thể thấy được là BIDV vẫn là một mã cổ phiếu mà nó tạo được một cái đà tăng tuy nhiên nó vẫn tiếp tục tăng trong một cái chiều đó là mở gáp và gặp những áp lực bán cho lời đây thì có thể là cổ phiếu này nó sẽ nhịp lại điều chỉnh lại nhóm ngân hàng có thể là có những điều chỉnh lại trong những phiên tới đó thì để cho các anh chị là không hưng phần quá nhé vẫn còn có thể gặp những áp lực điều chỉnh và hiện tại thì theo đánh giá là thị trường vẫn đang vận động phân hóa và vận động theo những cái câu chuyện riêng đó, do đó thì với những cái mã cổ phiếu thuộc dòng ngân hàng các anh chị có thì các anh chị nắm thôi chưa có gì gọi là xấu và bên em thì vẫn là canh tham gia đối với một cổ phiếu là BVB khi mà nó vẫn đang có những cái vận động riêng dòng tiền vẫn đang vào và các anh chị thấy thì thấy, thấy được là xu hướng dòng tiền nó đang có dựng gia tăng như thế này đó dòng tiền gia tăng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là gần như không có thanh khoản đó. Ok, còn đối với nhóm chứng khoán thì sao? Nhóm chứng khoán thì theo em ấy là nó cũng đang vận động theo những cái câu chuyện riêng của nó. Đây cổ phiếu này SSS này đi lên vùng 50 là vùng cản mạnh luôn. Điều chỉnh lại là chuyện bình thường thôi. Chưa có gì gọi là xấu cả các anh chị nhé. Hoặc thí dụ như là nhóm dầu khí thì chúng ta nhìn ví dụ như là OI. Nay cổ phiếu này cũng giảm 2,65% so với hôm qua. Thế nhưng mà thanh khoản giảm nó đâu có nhiều đâu. Đang vận động theo những cái gọi là cái cái dòng tiền riêng của nó, câu chuyện riêng của nó thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ được. Thí dụ như vậy. Okay. Vậy. thì với những anh chị nào mà cảm thấy phù hợp với cách phân tích cũng như là cái uh, uh, những cái quan điểm em mà các anh chị muốn tham gia lúc khác bên em. Nhận được sự tư vấn từ từ em Tùng thì anh chị có thể tham gia bằng cách là mở tài khoản giao dịch tại VPS và gắn ID 3246 là được. Hiện tại thì VPS cũng đang có chính sách uh, liên quan đến phí giao dịch cũng rất là rẻ, chỉ là 0,13% đối với dịch cơ sở đây là một mức cũng rất là tốt cũng như là cái tỷ lệ vay margin cũng rất là tốt đó tổng kết lại thì xuống thị trường của chúng ta hiện tại vẫn chưa phải là bị gãy mà nó cũng chỉ là những cái nhịp điều chỉnh bình thường giống như cái nhịp giống như cái nhịp mà đây, giống như cái nhịp rơi này sau khi nhịp rơi này có tạo đà hưng phấn tăng 13 điểm này thì phiên hôm sau thị trường vẫn điều chỉnh lại Đã, có đúng ở phiên này không ạ cái này là phiên ngày 10 tháng 6 nó là chuyện bình thường thôi đó. và sau đó thì thậm chí đi lên cái vùng cả này thị trường vẫn còn một cái nhịp test lại vùng nền này mà bình thường ạ. chưa có gì xấu đâu đó, hiện tại cũng đang gần gần như vậy thôi anh okay, chị ạ vâng thì em cũng xin kết thúc video tại đây thì em xin kính chào quý chị nhà đầu tư nhé